Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục đi nghiên cứu giải cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thì hôm nay chúng ta đã học được hai buổi, đã làm từ câu 1 cho đến câu 35. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu 36 cho đến câu 50 cho đến hết. Thì từ câu 36 cho đến câu 42 là cái phần bài đọc hiểu. Thì đây là cái thông tin của bài đọc. Tiên là chúng ta xem cái câu hỏi thứ nhất. Thì về bài đọc thì đối với các bạn học sinh ở mức trung bình yếu thì chúng ta làm ở cái mức độ là nhận biết và thông hiểu. Còn những câu hỏi khó thì chúng ta để làm sao? Ví dụ như câu hỏi số 1 thì ta hỏi là which of the following is the best title for passage, thì câu hỏi này là hỏi về tiêu đề cho bài văn. Câu hỏi này ta có thể làm sao? Tuy nhiên đối với cái câu hỏi này thì thông thường là nó hay gắn với cái đoạn văn thứ nhất, đúng không ạ? Thì câu hỏi này người ta hỏi là tiêu đề phù hợp nhất cho bài văn là gì, thì các em phải đọc qua một lượt của bài đọc hoặc là chúng ta đọc cái đoạn đầu của bài văn. Thôi, đối với câu hỏi này để trả lời được thì các em sẽ xem cái thông tin ở cái đoạn là một dòng 23. Đấy. Căn cứ vào cái thông tin của đoạn này thì em sẽ lựa chọn đáp án cho câu hỏi số 36, đó là đáp án B. Loss of biodiversity, đó là sự biến mất của môi trường sinh thái. Tiếp theo sang câu 37 thì câu hỏi như sau. Ý người ta hỏi là trong các loài thực vật dưới đây có loài nào không được sử dụng để thay thế hệ sinh thái chủ phú. Thì ở đây muốn chọn được cái thông tin và đáp án đúng thì các em sẽ xem một cái đoạn số 2 dòng 23. Đây, dòng 2, dòng 3 và dòng 4. Đấy, ý người ta nói là chúng ta đã chặt các cái rừng nhiệt đới và thay thế chúng bằng các loại thường cây trồng giống như là cây thông, cây bạch đàn. Chúng ta cày xới các cái vùng cỏ rồi là các cái mộc và thay thế chúng bằng cái một loại cỏ khác giống như là lúa mì và lúa mạch đen. Thế ở đây thì ở đây có cái loại mộc này là loại bị thay thế. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án câu số 37. Đó là đáp án đây. Câu 38, người ta hỏi về mục đích của đoạn văn số 2. Purpose of the passage của đoạn văn số 2. Mục đích của đoạn văn số 2 là nói về cái gì? Thì chúng ta quay lại cái đoạn 2.
đoạn văn số 2 người ta nói các thông tin cho thấy rằng cái việc mất các loài động thực vật đang mất đi không những chỉ giảm chất lượng cuộc sống mà còn gây nguy hại đến sự tồn tại của chúng ta, và chúng ta chặt phá các cái rừng nhiệt đới trù phú và thay thế chúng bằng các cái loại cây trồng như là cây thông và cây bình đàn, và chúng ta cày xới các cái đồng cỏ và các loài thảo dược và thay thế chúng bằng một loại cỏ và loại lúa mì và lúa mạch đen. Thì ý của đoạn văn này người ta nói nhắc muốn đưa ra một cái ví dụ cho cái việc mất mát cái môi trường sinh thái. Vì thế mà ở đây chúng ta sẽ chọn cái đáp án ở đây nó là đáp án B, đưa ra cái ví dụ của việc mất đi môi trường sinh thái. Còn ý A người ta nói là thể hiện cho thấy rằng cái ảnh hưởng của cơ chế tự nhiên. Còn ý C là đưa ra ví dụ về việc sự đa dạng của các loài là không đúng. Còn ý D cho thấy rằng là cái hệ thống sinh thái nó có thể hoạt động tốt hơn, như thế là không đúng. Và đáp án đúng nhất là đáp án B. Câu số 39. Câu hỏi người ta hỏi đây là hỏi, theo đoạn văn thì cái hậu quả cuối cùng cho cái việc đơn giản hóa hệ sinh thái tự nhiên có thể là cái gì? Đối với câu hỏi này thì để chọn được đáp án đúng thì các em xem vào thông tin đây, đoạn 2, dòng đầu tiên, đúng không ạ? Thông tin đoạn 2, đoạn 1 của dòng 2. Căn cứ vào cái thông tin này, thì chúng ta sẽ chọn đáp án câu số 39. Đó là đáp án A. Đây là các quá trình cơ bản bị thay đổi. Còn ý B là có sự mất mát về đa dạng sinh học không đúng. Còn ý C là sự nóng lên toàn cầu không đúng. Còn ý D là sự thay đổi về khí hậu cũng không đúng. Bởi căn cứ thông tin của dòng câu số 40 là câu hỏi dùng từ thay thế, và chúng ta thấy cái từ dơm này là cái một cái đại từ thay thế cho danh từ số nhiều, thì chúng ta sẽ tìm các cái từ đằng trước nó. Chúng ta quay lại cái đoạn văn. Vâng. Đây ạ. Nó đây. Đây ý câu này người ta nói chúng ta cày xới các cái đồng cỏ và các loại thảo dược và thay thế chúng. Vậy thì trước từ dâm này chúng ta có từ herbs và grass, từ meadows là ba cái danh từ số nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ luôn được từ animals, rainforest và species. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây thì chúng ta nhắc đến là các loài thảo dược, có nghĩa là thực vật. Ta sẽ chọn đáp án đó là B.
Câu 41 là câu về câu hỏi về từ vựng. Cái từ finding trong đoạn văn số 2 này gần nghĩa với cái từ nào trong các từ dưới đây? Thì cái từ này nó đồng nghĩa với từ information. Thông tin. Nghĩa của nó là thông tin. Còn ý A nghĩa của nó biểu lộ diễn đạt. Ý C thì các em biết rồi, invention, phát minh, không đúng. Còn D observation nghĩa của nó là khai quật, không đúng. Câu 48 à, thầy xin lỗi, câu 42 cũng là kiến thức về từ vựng. Từ này nó từ là nó từ pet kèm nhé, không phải từ bit em sửa lại như vậy. Trong đoạn văn số 3 cái từ observe có thể thay thế phù hợp nhất cho từ nào dưới đây? Thì cái từ observe này nghĩa của nó là hấp thụ, đúng không ạ? Hấp thụ. Vậy thì xét về nghĩa thì chúng ta có từ take in là thu vào, lấy vào, nhập vào. Draw back là tránh khỏi ai, không đúng. Get rid of là rời bỏ. Payback là trả lại. Vậy thì xét về nghĩa phù hợp nhất thì chúng ta sẽ chọn đáp án câu 42 là đáp án A. Tiếp tục sang câu 43 cho đến câu 45 là kiến thức về tìm lỗi sai. Thì câu số 43 là câu hỏi nhận biết thôi. Nhìn vào đây đáp án A người ta ngay chân vào từ has won là thì hiện tại hoàn thành. Ý B là gạch chân vào từ zero. Thì ở đây chúng ta thấy cái thứ tự trật tự của tính từ đây. Tuổi tác, màu sắc rồi đến danh từ. Đấy. Từ ý này không có gì sai. Read only one. Từ chỉ định lượng một lần. Ở đây chúng ta có từ khi quất là từ seen. Đây các em có công thức của thì hiện tại hoàn thành, đó là chủ ngữ cộng với have, has, cộng sin. Sau sin là quá khứ đơn V1 hoặc VD. Căn cứ vào công thức của thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta thấy ý đi động từ người ta thêm s là ở thì hiện tại đơn là chưa đúng. Vậy câu này đáp án chúng ta chọn đáp án đúng, đó là đáp án D, đáp án đúng. Câu số 44, đây là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và tính từ sở hữu. Thì các em lưu ý câu số 44 ý A gạch vào chân slowly là trạng từ này bổ nghĩa cho động từ stood up là phù hợp. Wave là vẫy đuôi. Blink là nheo, nháy mắt. Đây nó bị lệch. Ở đây các em chú ý vào cái từ there, there là tính từ sở hữu thay thế cho danh từ số nhiều. Ở đây tuy nhiên là chúng ta có chủ ngữ là từ puppy, puppy là con chó con. Chủ ngữ là danh từ số ít. Cho nên ở đây chúng ta tính từ sở hữu thay thế cho danh từ số ít thì nó phải là it, đúng không ạ? Nó phải là it, giống như cái từ it này. Đó, giống như từ it này. Chứ không phải là từ there. Vậy đây là sự kết hợp giữa chủ ngữ và tính từ sở hữu. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây là đáp án B.
Vâng, sửa từ ra thành từ. Sửa thành từ. Yes. Câu 45. Câu này là kiến thức về từ vựng. Các em thấy đáp án A người ta gạch vào chân từ successful. Successful là một tính từ. Tính từ thì bổ nghĩa cho cụm danh từ hoặc cụm danh từ. Ở đây chúng ta có ý B là film direction là một cụm danh từ. Đó. Thì ý A là hoàn toàn đúng. Ý C, former actor cũng nghĩa là những cái diễn viên chính. Đó. Đi to expand là mở rộng. Thì đằng sau desire mơ ước là một động từ nguyên thể có to. Vậy đi là hoàn toàn đúng. Ý A cũng vậy. Chúng ta xét ý B và ý C. Thì ở đây chúng ta ý câu này là ý người ta nói là nhiều nhà đạo diễn phim đã từng là các cái diễn viên chính, người mơ ước mở rộng thể hiện trải nghiệm của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh. Thì cái từ direction này nó là chỉ sự vật hiện tượng, nó chỉ dẫn hướng dẫn, thì trong xét về nghĩa nó là chưa đúng. Vì thế trong câu này cái từ direction này em phải sửa thành director. Đúng không? Vì thế câu 45 chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án B. Em sẽ sửa direction. Tiếp theo sang câu 46 đến câu 48 là phần viết chọn câu đồng nghĩa. Ở đây thì chúng ta thấy là cái cấu trúc rất là quen thuộc, đó là cấu trúc Zlatan cộng chủ ngữ. Đúng không? Đây các em có cái cấu trúc là Zlatan. À đây đây, tôi cho ở dưới này rồi. Nó vận dụng vào cấu trúc the last time cộng chủ ngữ cộng V1 VD cộng time, đó là từ chỉ thời gian cộng ago, thì nó đồng nghĩa với cấu trúc của thi hiện đại hoàn thành, nó chủ ngữ cộng has có thể có not cộng động từ V2, đúng không ạ, cộng for hoặc là since và cộng từ chỉ thời gian. Thế trong trường hợp này chúng ta, nếu mà ago thì chúng ta thông thường sẽ dùng for. Wow. Vậy thì vận dụng vào cái cấu trúc này thì chúng ta có ngay cái đáp án câu số 46. Đó là đáp án A. A sẽ là đáp án đúng. Câu 47 là dạng câu trực tiếp sang lời nói gián tiếp. Đây. Và chúng ta thấy câu trong đây là would you like to come out to dinner with me tonight? Đây là câu mời. Xét các đáp án thì chúng ta thấy từ ý A là từ suggest là gợi ý đề nghị làm gì. Suggest doing something hoặc là suggest somebody do something. Ý B là insist on doing something hoặc là somebody doing something. Ý C cấu trúc là invite somebody to do something. Mời ai làm gì. Ý D offer to do something. Đề nghị làm gì. Vậy xét về nghĩa
và cấu trúc trong câu thì chúng ta sẽ chọn đáp án câu số 47, đó là đáp án C, mời. Đây là Paul mời John đi ăn tối. Câu 48. Chúng ta xem cái câu dẫn. Câu dẫn ở đây người ta nói là tôi chắc chắn rằng bạn đã phải thực hành rất là vất vả. Đấy. Cho cuộc thi này. Vì bạn đã giành rất là nhiều huy chương. Ở đây chúng ta có từ I'm sure, mang tính khẳng định, mang tính chắc chắn, đúng không? Thì đây các đáp án ở đây chúng ta thấy là chúng ta sử dụng cái dạng thức chủ ngữ cộng với modal, các trợ động từ cực hiếu cộng với have cộng với v2 là ved. Đây là dạng giả định thức diễn tả các cái hành động không có thực ở trong quá khứ, trái ngược với những hành động ở trong quá khứ. Hoặc là đã xảy ra trong quá khứ. Thế đây căn cứ vào xét về nghĩa của các đáp án thì ở đây thì A là couldn't have practiced. Họ không thể thì không đúng. Họ không thể luyện tập chăm chỉ vì họ đã giành nhiều huy chương vàng là không đúng. Thì B là chúng ta có từ must have practiced. Thì chúng ta đã học cách sử dụng của must rồi. Must mang tính chắc chắn, đúng không? Chắc hẳn thì nó bằng nghĩa với từ I'm sure. Còn shouldn't have practiced là không nên. Không nên. Might là diễn tả khả năng năng lực thì nó chỉ chiếm tỷ lệ là 30-35% thôi. Thì xét về nghĩa của từ keyword ở trong câu thì chúng ta có từ must have practiced bằng nghĩa với từ là I'm sure. Ở trong câu này chúng ta sẽ chọn đáp án. Đó là B. Căn cứ vào từ tiếp theo là câu 49 và câu 50. Câu ghép đôi thì câu 49 thông thường là sẽ cách sử dụng của điều ước, nói đến nhắc đến điều ước if only và wish. Thì cái này các em đã được thầy cô hướng dẫn rất là nhiều rồi, thầy cũng nhắc lại công thức nữa mà đây chúng ta nghiên cứu cái đáp án thôi. Ở đây ý là người ta nói là tôi thực sự hối tiếc vì bạn đã không nói cho tôi về gia đình của cô ấy. Đã. Vậy thì ý A có cách sử dụng của if only, giá mà bạn sẽ nói cho tôi về gia đình của cô ấy, thì cách sử dụng would là nói về điều ước ở tương lai, thì câu là chưa đúng. B, giá như bạn không hối tiếc rằng bạn đã không nói cho tôi về gia đình của cô ấy, thì câu này là chưa đúng. Chúng ta loại A và B. Tiếp theo, ý C, giá như ước gì bạn nói cho tôi về gia đình của cô ấy, thì câu này là phù hợp với nghĩa. Được ạ? Và phù hợp với cấu trúc nhắc đến cái điều ước. Trong quá khứ các hành động
Còn ý D. Ước gì giá mà bạn đã không nói cho tôi về gia đình của tôi thì hoàn toàn không đúng. Vậy câu này chúng ta là đáp án đúng là đáp án C. Câu 50 là câu đảo ngữ. Ở đây chúng ta có câu gốc chúng ta nói là John không hiểu câu chuyện này là về cái gì cho đến khi anh ấy xem bộ phim đó. Đây là dạng đảo ngữ của cấu trúc narrative. Cấu trúc của narrative. Cộng mệnh đề. Căn cứ vào cái công thức này thì chúng ta có ngay đáp án câu số 50. Đối với dạng đảo ngữ này các em cũng phải học và nghiên cứu thêm kiến thức ở các trang thông tin như là trên internet rất nhiều, trên Google. Trên đây là toàn bộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Thầy và các em đã cùng đi nghiên cứu và tìm hiểu. Chúc các em luôn luôn cố gắng học hành chăm chỉ và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Xin chào các em.